Hai cả nhà, mọi người ơi, mọi người thấy là những mô xe bên cạnh em quen không ạ? Đó là Honda Sonic nha. Và hôm nay em sẽ cập nhật giá ở cái thời điểm này cực kỳ tốt cho mọi người luôn. Em nói chỉ từ dưới 5X thôi. Bạn nào quan tâm mẫu xe này thì liên hệ ngay cho em để được hỗ trợ tư vấn nha. Và hotline của em bên dưới màn hình có hỗ trợ gọi điện 24/24 cho cả nhà, cũng như là có hỗ trợ Zalo luôn nha. Ví dụ như em quay những con xe này ra, anh chị quan tâm cái mẫu xe nào mình có thể chụp lại màn hình để em tư vấn cho mọi người kỹ hơn nha. Và những cái chương trình khuyến mãi bên em ở đầu tháng 11 này vẫn đang có hỗ trợ cho anh chị là giảm từ 1 triệu đến 2 triệu chi phí xăng xe đi lại nè mọi người. Hỗ trợ thêm cái khi mà anh chị thu bán xe cũ thì bên em có thu lại và lên đời xe mới cho cả nhà luôn. Hỗ trợ trả góp luôn nha cả nhà. Và có hỗ trợ thêm tiền xăng xe, tiền hoa hồng khi anh chị dẫn bạn bè người thân đến cửa hàng mua xe luôn nha. Dạ rồi, ở đây thì mình có một số màu 3D ha. Ngoài ra thì vẫn có đầy đủ màu zin cho mình nha. Cho nên là quan tâm màu xe nào thì cứ nhắn tin cho em ha. Đây em có xanh đen nè cả nhà. Thì đối với Sonic thì tem nó thì chắc là sẽ gần gần như nhau á mọi người. Chỉ có cái màu sơn xe thì sẽ khác nhau thôi ha. Xanh trắng ha. Em này thì sẽ ra cà quẹt là xanh trắng đen ha cả nhà. Hoặc là xanh đen cho mọi người sau này dễ sơn lại nha. Ví dụ như em nói khi mà anh chị mua một cái màu xanh như thế này nè, nhưng mà sau này anh chị chạy chán rồi, mình có thể là sơn lại xanh dương, xanh ngọc hoặc là xanh lục bảo nè, đều được nha mọi người. Chỉ cần là màu xanh là được ha. Cà quẹt hợp lệ cho mọi người yên tâm nha. Rồi đây em có một em vàng đỏ ha. Vàng tem đỏ đen nha. Rất là đẹp luôn, nổi bật cái màu xe của mình ha. Màu vàng 3D nha mọi người. Đi mâm đỏ theo xe luôn ha. Mâm này là mâm zin nha mọi người. Đây em có thêm một em cũng là tem đỏ đen luôn, nhưng đây là xanh ha. Cũng là màu xanh nhưng mà mình đi 2 đến 3 loại tem khác nhau để cho khách hàng dễ lựa chọn hơn nha cả nhà. Rồi trắng đỏ nè. Bạn nào hay quan tâm cái mẫu trắng tem đen hoặc là trắng tem đỏ thì em có đầy đủ cho cả nhà luôn nha. Và có nhận lên màu sơn 3D theo yêu cầu luôn ha. Rồi mình cũng có xanh nè. Xanh này thì đậm hơn em xanh ở đầu video ha cả nhà. Cho nên là bạn nào ví dụ như em thấy có nhiều bạn rất là thích xanh dương nè, rồi có bạn thì thích xanh ngọc nè, có bạn thì lại thích xanh lục bảo nè, cho nên nó là em có đầy đủ sự lựa chọn cho cả nhà luôn. Đây mình có tím này là chắc là tím than đó mọi người. Một cái em tím tem trắng ha. Để làm nổi bật cái tem xe của mình hơn, màu xe thì khá là hài hòa nè. Không quá tối nhưng lại không quá sáng, rất là đặc biệt luôn á mọi người. Chắc đi mấy màu xe này không đụng hàng đâu mọi người ha. Rồi xám này, em này là xám nhám nha mọi người. Em có xám bóng, xám xi măng luôn ha. Đây xanh rồi trắng 3D nè. Trắng này thì mình lại đi tem hoạt hình với họa tiết tem đen nè cả nhà. Mấy cái em xe này thì chắc là sẽ lên một số món phụ kiện cho mọi người tham khảo thôi. Cho nên là bạn quan tâm cái mẫu nào hoặc là muốn gắn thêm đồ chơi xe này, em thấy rất là nhiều bạn khi mà nhắn tin hỏi em về Sonic mà hỏi em ví dụ như là lên mâm kiển nè mọi người. Rồi có thể là đi mâm 5 cây không chị, hay là đi bánh mâm không chị, hoặc là có gắn tay côn đồ không chị, thì bên em Yến có đầy đủ cho mọi người tham khảo luôn nha. Và giá của em này thì hiện tại chỉ từ 47.300.000 đến 49.300.000 cho các phiên bản màu zin đến màu sơn 3D thôi cả nhà. Và bao gồm luôn bản trắng đỏ racing luôn ha. Cho nên là bạn nào đang quan tâm thì cứ liên hệ ngay cho em để mua xe với giá tốt nhất nha. Và hiện tại em này hỗ trợ trả góp chỉ từ 9 triệu đồng. Chỉ cần căn cứ công dân thôi nha mọi người. Mọi người nhanh tay liên hệ cho em để được tham khảo giá xe nè, chi phí đăng ký biển số nè, cũng như là hỗ trợ giấy tờ cà quẹt ở từng nơi luôn ha. Dạ rồi, cũng như là khi mà liên hệ trước thì sẽ được sở hữu những chương trình khuyến mãi ở đầu video em tư vấn cho cả nhà nha. Ngoài ra đến cửa hàng em sẽ hỗ trợ thêm xăng xe ha mọi người. Ngoài ra thì bên em, ngoài cái dòng Sonic này ra nè, bên em còn các dòng côn tay, ví dụ như Satria nè mọi người, S155, 150, Winner ha. Cho nên là bạn quan tâm mẫu xe nào thì bình luận ở dưới video này, em sẽ lên ở video sau cho cả nhà tham khảo và lựa chọn nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bye bye.